Đạo tràng Tịnh Tông Hồ Quội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu phóng sự ghi lại toàn bộ hành trình theo dấu chân Phật năm 2018 của Đạo tràng Tịnh Tông Hồ Quội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Hành trình theo dấu chân Phật của Đạo tràng Tịnh Tông Hồ Quội Việt Nam chùa Khai Nguyên đã bước sang ngày thứ ba trên đất ấn linh thiêng. Ba ngày lưu lại Bồ Đề Đạo tràng là những thời khóa tu tập, thiền định và thính pháp. Ngày nào cũng vậy, đoàn thức dậy từ lúc 4 giờ sáng. Khi ban tổ chức mở cửa làm việc là hàng ngàn Phật tử trên khắp năm châu đổ vào bên trong chân tháp. Có đoàn thì dâng hoa cúng Phật, có đoàn thì đi kinh hành niệm Phật xung quanh chân tháp. Ngoài thời gian tu hành, chúng tôi cũng có chút thời gian rảnh tham gia các hoạt động bên ngoài như mua bán tự do và tìm cách giao tiếp với người dân bản địa, tìm hiểu một số nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân như món trà sữa mỗi sáng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng rất khéo léo xen vào những chuyến đi tham quan các điểm Phật tích xung quanh Bồ Đề Đạo Tràng. Trên đường đi, ban truyền thông đều cố gắng ghi lại một số hình ảnh của người dân Ấn Độ sinh sống hai bên đường. Sửa rồi đó mới phát lời nguyện là nếu như mà cho ta tu thành đạo chứng được quả vị vô thượng Bồ Đề thì cho Phật dùng theo quá cho sữa Phật dùng bên bình bát á, Phật văng xuống dòng sông thì cái bình bát nó chảy ngược lên dòng nước, vì thấy thấy nhiễm màu không? À, nó không có chảy xuôi mà chảy ngược dòng nước thì chứng tỏ rằng á, là cái một cái điểm kiết tường hành nguyện Bồ Tát sẽ được viên thành và tu sẽ được chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và sau đó thì Đức Phật mới gì? Mới dùng gặp người nông phu. Người nông phu Kusa cũng dùng cái bài cỏ
thì Đức Phật dùng bè cỏ đó bơi qua sông và về với Bồ Đề Đạo Tràng dưới cây Bồ Đề trải tòa ngồi, lấy cái cỏ đó trải làm tòa ngồi và phát lời nguyện là nếu ta không thành đạo thì dù thịt nát xương tan quyết không rời chỗ ngồi này. Và sau đó bằng pháp môn tứ niệm xứ, bằng pháp môn quán về vô ngã, quán 12 nhân duyên, Đức Phật chúng ta đã ngồi thiền 49 ngày chiến đấu với nội ma và ngoại ma. Và đúng lúc sa mai mọc thì Đức Phật chúng ta đã chứng được tam minh lục thông, chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ nằm trong những điểm phật tích mà các đoàn hành hương đều không thể bỏ qua là đến thăm ngôi làng Sujata. Cô gái đã cúng dường Đức Phật bát cháo sữa năm nào. Có lần trên đường tâm đạo, sau khi theo đuổi con đường tu khổ hạnh, một ngày nọ Phật kiệt sức, ngài được một cô thiếu nữ Sujata đến dâng cho một bát cháo sữa. Sau khi dùng xong bát cháo sữa ấy, Phật lấy lại sức khỏe, ngài hỏi cô Sujata: hôm nay ta nhờ bát cháo sữa của người mà được mạnh khỏe như xưa, công ơn ấy ta biết lấy gì đền đáp lại cho ngươi? Cô Sujata đáp: thưa ngài, lòng con là một đóa hoa lan nhỏ bé, chỉ vài giọt sương mai là đủ để tươi thắm rồi. Con không có một cầu nào hết. Con sống không đòi hỏi, cũng không từ chối, thản nhiên nhận lấy mọi việc không may xảy đến cho con, không oán trách cũng không trốn tránh. Nhưng bao giờ con cũng vững tin rằng những điều xảy đến ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Vì như con đã thấy, những việc ác sẽ gây họa và những việc thiện sẽ gây phúc. Một hạt giống tốt sẽ mang lại chuỗi hạt lúa vàng. Luật sống của con chỉ tóm tắt trong hai điều này mà thôi: bớt dục vọng và thêm tình thương. Đức Phật mỉm cười bảo: những gì người nói rất đích đáng. Sự hiểu biết của người không cần kinh sách. Người đi đúng đường, không cần ai chỉ bảo. Như con bồ câu bay trúng hướng một cách tự nhiên. Nhưng trong nhân loại, đếm được mấy người hiểu và sống như thế. Và biết bao người cần phải có kẻ chỉ dẫn. Chính vì thế mà ta đi tìm đạo. Thôi, người hãy về đi, ta chúc người làm tròn phận sự của người. Còn ta sẽ làm tròn phận sự của kẻ đi tìm người giải thoát cho nhân loại. Sau khi đảnh lễ và chiêm bái tại chùa thờ nàng Sujata tại làng Sujata thuộc bang Bihar, Ấn Độ, chúng tôi được trưởng đoàn dẫn đến đảnh lễ tại nền nhà của nàng Sujata, cách đó khoảng 15 phút chạy xe buýt.
Sau khi viếng thăm nhà của cô gái Sujata tại làng Sujata, tiếp theo đoàn được dẫn đi thăm một số ngôi chùa xung quanh khu vực Bồ Đề Đạo Tràng như chùa của Phật giáo Tây Tạng. Nơi đây có hàng trăm các chú tiểu đang tu học. Tiếp đó, đoàn được viếng thăm đảnh lễ Phật và làm công tác cúng giảng tại chùa Việt Nam Phật Quốc Tự. Sau đó, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều ngày thứ ba, đoàn được tự do tu tập phía bên trong tháp Đại Giác, bên trong Bồ Đề Đạo Tràng. Buổi tối, đoàn nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe cho tu học trong những hành trình tiếp theo trên đất Ấn Độ linh thiêng. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.